Ngày mưa gió, ngon cơm hơn với món tôm rang lạc đậm đà. Nguyên liệu làm món tôm rang lạc đậm đà như sau: tôm đồng 500g, lạc 80g, hành lá 2 cây, tỏi 3 tép, ớt hiểm 1 quả, dầu ăn, đường, muối, bột canh và hạt nêm. Cách làm món tôm rang lạc. Bước 1. Tôm mua về đem rửa thật sạch với nước rồi cắt bỏ bớt dầu tôm. Sau đó cho tôm vào bát cùng một thìa cà phê muối, một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê đường, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút cho tôm ngấm gia vị. Bước 2. Trong khoảng thời gian chờ tôm ướp, bạn sơ chế các nguyên liệu còn lại. Hành lá bỏ rễ, rửa sạch, thái lát chéo dài khoảng 3cm, tỏi bóc vỏ, đập dập băm nhỏ, ớt rửa sạch, bỏ cuống và thái lát. Bước 3. Cho một thìa dầu ăn vào chảo, đặt lên bếp đun nóng rồi chút lạc vào rang. Đảo đều tay tới khi nếm thử, thấy lạc chín không bị sống sượng thì tắt bếp chút lạc ra bát. Vẫn dùng chảo rang lạc, các bạn cho thêm một thìa dầu ăn nữa, đun cho dầu sôi lại thì cho vào tỏi, ớt, phi thơm. Đến khi thấy dậy mùi thì đổ tôm vào rang đến khi tôm chín, chuyển màu đỏ đẹp mắt. Bước 4. Sau đó đổ lạc lại vào chảo, tiếp tục rang đều tay cùng với tôm, thêm khoảng 2-3 phút nữa thì nêm thêm chút muối bột canh, bột nêm sao cho thật vừa miệng. Dùng đũa đảo qua lại đều để gia vị bám và ngấm đều vào lạc và tôm. Cuối cùng thì các bạn rắc hành lá lên trên, đảo thêm vài lần nữa thì tắt bếp rồi chua ra đĩa. Chúc các bạn thành công! Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.